Cả nhà ơi, đây là đường Minh Phụng nè, giáp danh với cầu vượt Cây Gõ. Đường ngang ngoài đó là đường Hồng Bàng 3 tháng 2. Khu phố nhà mình đang trong mùa giãn cách xã hội cả nhà ơi. Nó muốn qua khu vực đường Minh Phụng này có chốt chặn hết trơn. Người nào có giấy mới cho qua cả nhà ơi, rất là khó khăn. Còn đây là dọc đường Minh Phụng đó cả nhà. Từ đầu này qua đầu bên kia là đường Hậu Giang. Còn đây là trong khu vực đường Minh Phụng, một bên là phường 6, quận 6, một bên là phường 9, quận 6. Còn đây là khu vực bên phường 9, quận 6 cũng nằm trên đường Minh Phụng đó cả nhà. Đây là đầu đường Nguyễn Phạm Tuân, nó nằm song song với đường Minh Phụng, thuộc về phường 9, quận 6 đó cả nhà. Nó cũng nhìn ra được cái bên cầu vượt Minh Phụng đó cả nhà ơi. Cũng bị chốt chặn, cũng bị rào vậy cả nhà. Dãy bên trái là phường 6, quận 6, đường Minh Phụng đó cả nhà. Có cái hẻm bên trái là chỗ mình cư ngụ đó cả nhà ơi. Còn đây là bên phường 9 mà cũng nằm trên đường Minh Phụng luôn đó cả nhà. Còn đây là đường Bến Phú Lâm, phường 9, quận 6. Ai muốn liên lạc với người bên trong phải gọi điện thoại cả nhà ơi. Đó, cái hẻm trước mặt đó là đường Lê Quang Sung, phường 9, quận 6 đó cả nhà. Còn đây cũng là đường Lê Quang Sung mà thuộc về phường 6.
Hướng này là chạy thẳng ra là đường Hậu Giang đó cả nhà ơi. Còn cái khúc này là cái cuối hẻm chỗ mình cư ngụ đó cả nhà. Cũng chốt chặn vậy đó cả nhà ơi. Còn đây là trường mầm non Rạng Đông Sáu, con gái mình đã từng học đó cả nhà. Năm nay là bắt đầu vô lớp 1 rồi, hết học vô này cả nhà ơi. Cái trường này chỗ mình bước ra chừng 20 mét rồi cả nhà. Thôi mình ở gần đầu đầu cái đầu hẻm đó cả nhà. Chân thành cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Dũng Super nha. Chúc cả nhà luôn vui vẻ khỏe nha cả nhà ơi. Bye bye cả nhà nha.